Xin kính chào tất cả quý vị anh chị em lại trở lại buổi giới thiệu sản phẩm và test âm thanh của Trung Kiên Audio. Em lên sóng giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị em một bộ dàn rất là đa năng của hãng Onkyo và đời cực cao. Đó là dàn Onkyo N7EX đang được phối ghép một cặp loa đời cao hơn cùng dàn. Đó là cặp N7TX. Với thiết kế loa bát 13 màng sợi keva tổng hợp, bát lõm, gân cao su. À xin lỗi các bác, con này là gân vải. Gân xếp, dòng gân xếp 2 tầng, đánh cực bền và biên độ đánh cực lớn anh em nhé. Tái tạo được ấm bát vô cùng là sâu trong tầm giá anh em nhé. Và một con chép đom đấy, từ kép, đây là dòng từ kép. Tất cả bát chép đều là từ kép và củ bát thì luôn luôn được bọc chống nhiễu cho các hàng loa cao cấp như thế này. Hai lỗ thông hơi phía trước nó cho được cái tái tạo những giải ấm bát cực kỳ là hay và sâu trong tầm giá. Nói chung là tất cả các cái bộ phiên bản dòng bát lõm của Onkyo thì không bao giờ làm người dùng cảm thấy thất vọng khi anh em đã bỏ một số tiền ra để anh em mua về một cái bộ sản phẩm khoảng trên 3 triệu đấy, thì không anh em không phải thất vọng. Với cái bộ dàn này và với cặp loa này thì thiên hướng của nó thì nó sẽ chơi được tất cả các dòng nhạc nói chung. Tuy nhiên thì nó vẫn thiên hướng nhiều về các cái dòng nhạc và có yêu cầu cái độ tiếng bass sâu chắc đấy, thì nó chơi cực kỳ là hay, remix đàn DJ EDM tuyệt vời luôn anh em nhé. Thế còn ngoài ra các cái dòng nhạc ví dụ như là các dòng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và các dòng nhạc ecotip hoặc các cái dòng nhạc vàng bolero thì nó cũng chơi rất là hay anh em nhé. Nhưng anh em phải biết điều chỉnh cái chế độ bass chép cho nó phù hợp để mình chơi. Ví dụ chơi các dòng nhạc mạnh mình có thể tăng cường cái tiếng bass âm giải trầm lên, còn khi mình chơi các cái dòng nhạc như em vừa nói là nhạc vàng ấy, ecotip ấy, thì mình có thể hạ cái giải bass xuống, hạ cái giải super bass xuống và mình tăng cái giải jack lên thì mình nghe cũng rất là hay luôn anh em nhé. Có thể nói đây là một trong số những bộ dàn rất là đa năng của hãng Onkyo trong tầm giá chỉ trên 3 triệu một chút xíu đấy anh em nhé. Đấy thì anh em đã sở hữu một dàn. Về tổng thể của cái bộ dàn này thì tổng thể theo như em đánh giá là còn rất là đẹp và mới, hai loa cũng rất là đẹp anh em nhé. Có thể là có một hai cái vết xước sát nhẹ nhẹ thôi ở phía sau, ở phía trước thì rất đẹp thôi, phía sau có thể là có là sẽ quay nhưng mà không hề đáng kể luôn anh em nhé. Đấy thế còn cái cục máy cũng rất là đẹp đấy, cục máy mặt phay nhôm rất là đẹp luôn. Đấy, xung quanh thì có xước sát nhẹ không vận chuyển không đáng kể anh em nhé. Đó còn hai căng của nó thì còn tương đối, đây anh em quay luôn cái căng trước nhé, cái căng nó thì còn tương đối thôi đấy, cũng có rách nhẹ một chút xíu nhưng do vận chuyển thì mình không tránh được khoảng bãi rồi đấy, cái căng của nó đấy. Thế còn hoa la thì con này bày đẹp luôn, màu rất là vàng sáng sủa, ít khi em về được một cái bộ bát lõm mà có cái màu vàng kiểu này, thường chỉ có màu gỗ rất là nhiều, còn cái dạng màu vàng thì rất là ít, rất là hiếm rồi. Không để anh em chờ lâu nữa thì bây giờ thì mời anh em trải nghiệm qua trước cái chất âm của nó. Em sẽ test hai cái bản nhạc khác nhau theo hai phong cách nhạc, một là phong cách nhạc remix mạnh mẽ và một cái phong cách nhạc kiểu nhẹ nhàng đấy, để anh em có thể cảm nhận được cái sự chơi cái cách gọi là cái tính năng chơi rất là đa năng của bộ dàn này nhé. Rồi xong đó em sẽ test các cái tính năng còn lại của nó. Con này thì báo cáo với các bác là có các tính năng còn lại ngoài cái đĩa CD không chạy thì con này có thể chơi trực tiếp USB luôn các bác nhé, đọc trực tiếp nhạc từ USB, có thể chơi qua giải mã từ Smart TV xuống, có thể làm giải mã DC cho thiết bị âm đi khác, có thể chơi tốt đĩa MD đấy. Và cái tính năng của nó thì con này có chỉnh bass jack và chỉnh super bass anh em nhé, hai cấp độ chỉnh bass jack lên cộng 5 luôn. Rồi bây giờ thì mời các bác trải nghiệm trước cái chất âm của nó nhé, em sẽ có giới thiệu chi tiết và test các tính năng của dàn.
Ok, cảm ơn anh em. Bây giờ thì xin phép test nhanh một cái đoạn nhạc ngắn nữa để anh em trải nghiệm. Trước khi test nhạc thì em sẽ chuyển cái chế độ chỉnh bass chép của nó nhé, để cho nó phù hợp các cái thể loại nhạc mà mình chơi. Đấy, em sẽ để cái tiếng bass nó về không đi, còn giải chép em có thể sẽ nâng cao một chút xíu. Rồi các bác nhé. Đấy, em sẽ để cái SC Bass ở Super Bass ở chế độ 1 thôi, không để cấp độ 2 nữa. Sẽ test một cái dòng nhạc nhẹ hơn anh em nhé. Con này chơi rất đa năng. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Con này của nó là gân của nó gân xếp 2 tầng, cho nên là khi biên độ đánh ra cực lớn luôn. Kể cả anh em mở những loại nhạc mà bass nó mạnh thì nó cũng không hề ảnh hưởng đến loa luôn anh em nhé. Tất nhiên là mình để cái mức độ công suất nó vừa phải thôi, chứ không để mắc để quá thì đương nhiên là nó cũng không thể nào mà chịu nổi được cái công suất lớn đâu ạ, quá lớn đâu ạ. Ok các bác, bây giờ em sẽ tiến hành là test các cái chức năng. Vừa rồi là anh em đã nghe qua cổng AUX cái điện thoại tính qua jack 3.5 anh em nhé. Bây giờ mình sẽ test tiếng đọc USB của nó. Anh em ấn vô đây để anh em chơi USB này. Đây, cắm USB về ấn vô đây. Đấy, để nó đọc USB anh em nhé. Rồi, đã đọc USB rồi các bác nhé. Đã chơi rồi. Rồi, các tính năng phụ em test nhanh rồi các bác nhé, đỡ mất thời gian. Em test tiếp lên tính năng nữa là tính năng chơi đĩa MD của nó nhé. Đây, đây đĩa MD đây. Con này CD không chạy. Khi ấn đĩa MD các bác ấn đều tay cho em nhé, để cho nó vào đều, không thì nó lại là lỗi cơ đấy ạ. Các bác chú ý cho em là cái chơi cái MD mình cũng phải rất là thận trọng. Ok, MD đã chơi anh em nhé. Em chuyển bài này. Anh em có thể thấy là giải tiếng nó rất là cao luôn. Con này chơi em bảo rồi, chơi rất là đa năng luôn các bác nhé. Tùy theo mình chơi cái dòng nhạc nào thì mình sẽ tùy biến ở trên cái điều khiển để chỉnh. Cuối cùng là em chuyển đến chế độ là giải mã. Anh em ấn cho em nút input này, chuyển sang chế độ nó ghi là digital nhá, để giải mã từ smart TV xuống. Đây ạ. Đây đốc digital đây. Rồi ok, em chuyển về cái chế độ AUX của nó. Mình ấn về chế độ này, em đang cắm cái cổng video, cho nên em sẽ chuyển cái này về chế độ video. Rồi, em hướng dẫn qua anh em cách chỉnh cái bass chép trên điều khiển để anh em có thể quen thuộc biết sử dụng nhé.
Mình ấn cho em vào cái nút TV đầu tiên để mình khi mình nhận khiển nhá. Đấy, tăng giảm âm lượng ở đây. Chỉnh mắt check, anh ấn em nút DSP này nhá. Đây. Ấn DSP này. Bát không này, cộng trừ bát anh em ấn cho em nút sang trái sang phải cho em để cộng trừ bát nhá. Đấy. Check cũng tương tự, anh em ấn tiếp DSP lần nữa. Đấy, là sẽ ra check này, cộng trừ cũng sang phải, trái phải để cộng trừ check nhá. Còn super bát anh em ấn cho em vào nút nào có chữ audio này, đây. Có các cấp độ bát 1 này, bát 2 này và tắt bát này. Đấy. Khi các bác chơi bát 1 thì không sao, khi bác chơi S bát 2 thì cái chế độ tăng bát này của nó này thì nó chỉ đến cộng cộng 3 thôi. Còn khi các bác để S bát 1 thì có này có lên tận cộng 5 anh em nhé. Đấy. Để nó cân đối không bát quá mạnh nó hại loa. Đấy là cái tính năng bảo vệ cái loa của nó nhé. Rồi ok anh em. Bây giờ thì hướng dẫn em sẽ quay qua hình thức tổng quan của cả bộ gian. Mặt trước ai có thể thấy là đập vào mắt các bác thấy là đẹp ok rồi các bác nhé. Loa màu vàng rất là hiếm và rất độc luôn. Đấy, cực kỳ độc luôn anh em nhé. Thành vách của cái thùng loa là tương đối là ok anh em nhé. Đấy, không có hề có cái xước sát gì đáng kể cả. Đây hình như có một vết tí xíu đây thôi, đây. Đấy, tí xíu đấy thôi. Rồi em quay qua mặt sau luôn. Âm ly thì hình thức còn rất là đẹp. Ít xước sát anh em nhé. Thùng loa, vách loa cũng vuông vắn ok anh em nhé. Không hề có xước sát gì đâu ạ. Đấy. Đầu máy của nó đây. Con này sản xuất tại Malaysia này. Công suất của nó lên đến 60W điện cực khỏe luôn anh em nhé. Đấy. N7EX, còn cái cặp loa này N7 như nó bắt đầu là N7TX là cái đời cao hơn đời của cái đầu một chút xíu anh em nhé. Đấy, nó phải thay đổi về cái phiên bản về cái màu của nó thôi. Trên cặp cái cấu hình loa nó vẫn như vậy. Công suất là 140W loa trở kháng, cái dòng này là 4 ohm anh em nhé. Anh em chơi rẻ má cắm nhầm cổng đốc digital này nhá. Đây có lỗ là digital đây. Đấy. Thế còn đây là jack loa này, đây là cổng xúc điện này, anh em có thể trên xúc điện này hỗ trợ đến xúc với giải trầm nó này. Cắm ở đây này. Đấy, còn đây là cổng video em nói này từ đầu, em cắm cổng video chơi AUX này. Anh em có thể cắm một cổng tap để chơi AUX cũng được, tap in cho em nhé. Còn tap out anh em bỏ qua đi. Cái out này để giải mã sau âm ly thứ hai. Đấy. Đấy, cơ bản là như vậy nhé. Em hướng dẫn cho các bác nào mới chơi thì mình có thể nắm được. Còn các bác chơi rồi thì chắc chắn là nhìn cái là hiểu ngay rồi. Rồi, không để các bác chờ đợi nữa. Bây giờ xin phép báo giá với tất cả các bác cái bộ dàn có thể nói là rất là độc lạ này. Cái dòng N7TX rất là hiếm và cái dòng loa vàng này cũng ít về lắm. Cái bộ dàn này thì với chất âm cực kỳ ấn tượng luôn. Trung Kiên Audio đang bán với giá là 1 triệu, à xin lỗi các bác, 3 triệu 300 nghìn đồng. Giá em báo thì đã bao gồm cho các bác thứ nhất là một bộ đổi điện, các bác chơi có điện 100. Thứ hai là một cái dây AUX để các bác chơi cổng điện thoại máy tính có jack 3.5. Thứ ba là một cái điều khiển học để các bác có thể chỉnh bát chép và tăng bát cũng như là tăng giảm âm lượng cho em nhé. Đấy là ba cái các cái chức năng ở trên cái điều khiển học. Đó. Các bác mua hàng thì đặt hàng do Trung Kiên Audio theo hai hình thức. Một là chuyển khoản cọc, hai là chuyển khoản đủ. Nên nếu như anh em mà mới đến với Trung Kiên Audio mà chưa biết Trung Kiên Audio, các anh em có thể chuyển cọc cho em. Nếu anh em chuyển cọc cho em 300, đấy thì em sẽ gửi hàng. Anh em nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại cộng phí ship anh em giả. Còn nếu như các bác mà đã tin tưởng hoặc đã đến với Trung Kiên Audio 1-2 lần rồi mà mình tin tưởng, mình quen thuộc rồi, mình có uy tín, cái thương hiệu của em đã có uy tín với các bác rồi, thì các bác có thể chuyển đủ luôn cho em là 3.300.000 đồng. Thì là bên em sẽ ưu đãi các bác là tặng thêm các bác cái bộ chân đế kê loa. Đấy, nếu các bác chuyển đủ, tặng thêm các bác cái bộ chân đế kê loa và kê ly. Còn như anh em mà nếu như chuyển đủ và không lấy cái bộ chân đế này, mình không thích hoặc mình có rồi, thì em sẽ đổi sang là gói là bao ship cho anh em luôn. Đấy, tổng giá là 3.300.000 đồng anh em nhé. Đấy, mọi chi tiết hệ mua hàng anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Anh em có nhu cầu mua thêm những phụ kiện gì thì cứ báo cho em để giá tốt, ví dụ như lấy thêm USB này hoặc là lấy thêm cái dây quang để giải mã này, ví dụ thế, thì bên em sẽ để giá tốt cho các bác thôi, ưu đãi là rẻ hơn giá thị trường. Bên em là nhà phân phối USB là toàn quốc luôn, cho nên giá cả USB cực rẻ luôn anh em nhé. Với một những chiếc USB 8GB hoặc là 16GB thì giá của nó chỉ dao động khoảng độ 80 đến từ 60 đến 80.000 thôi. Đấy. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em đặt hàng liên hệ số Zalo 0975 575 262.